Tụi mình đang có mặt tại chùa Pháp Hoa ở số 532/14 Hà Hoàng Hổ, Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đó, chùa Pháp Hoa nha. Bên cái bên thì có cái quán cơm, cơm chay của chùa. Đây là cái quầy chế biến thức ăn. Cô đang làm tàu hủ luộc không? Cái tàu hủ này chùa mình làm hay là mình mua về ở chỗ khác không? Mua lại của lò à. À, lò luôn. Dạ. Yeah. Nhìn cái bánh nó khác. Đây là món tàu hủ luộc, một trong những cái món mà cũng rất là ngon ở Long Xuyên. Và cô sẽ làm tàu hủ luộc và hủ tiếu cho cái nhóm tụi mình ăn. Buổi trưa rồi cho nên là cơm cũng còn rất là ít đồ ăn. Đây là sake nè. Rồi cái tàu hủ đã sôi rồi. Đây cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Từ 6 giờ sáng tới 7 giờ tối. À dạ. Thì buổi trưa thì hơi ít khách ha. Qua cứ trưa rồi thì dạ. Dạ. Trưa đó thì đông. Dạ. Muối là có ngoài, ở ngoài không? Muối tiêu là có ngoài. Cái bánh tàu hủ này làm giống như kiểu giống ở nhà quá. Đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Kiểu hồi con cũng nhớ hồi kia là có người nhà làm nước đậu nành á, ép xong còn cái bánh á. Đây hai quả. Nhìn hấp dẫn quá. Chén này vô cho mình cái. Nhìn ngon quá. Đây là tô hủ tiếu của mình các bạn. Đó, cái tàu hủ mà để làm tàu hủ chấm muối tiêu cũng ăn trong cái món hủ tiếu luôn. Rồi, mình sẽ ném xem cái nước này. Cái nước này mình thấy cô cũng dùng để luộc cái tàu hủ luôn, nước hủ tiếu. Ngọt, vị thanh. Rồi cho tí tắc lên đây. Wow. Ngày tư hả? Tương này kỳ ta, có vị lạ. Hơi chua chua, thơm mùi tương, cái vị khá lạ. Chấm miếng nha. Rồi cay không mà bỏ nhiều vậy. Cái đậu hũ này ăn khác biệt hẳn luôn các bạn ơi.
tiếu thì ăn bình thường thôi, nhưng mà nước hủ tiếu cũng ngon. Chấm thử này, chấm này ngon, chấm thử. À, không ngon à. Ăn nó ngon ngộ. Quán mở từ sáng sớm tới 7 giờ tối các bạn.